Mấy anh đố nhau. Ảnh thứ nhất nói: càng đắp càng bé là gì? Mọi người nghĩ mãi rồi đánh chịu. Ảnh này tự trả lời: người ta đào ao, lấy đất đắp vào bờ bên trong. Càng đắp thì cái ao càng bé lại. Ảnh thứ hai đố: càng kéo càng ngắn là gì? Mọi người cũng chịu cả. Anh ta giải thích: là điếu thuốc lá, cứ kéo một hơi là nó lại ngắn lại đi một chút. Ảnh thứ ba hỏi: thế càng vặn càng vẹo là gì? Mọi người càng chịu, cho là anh ta chơi chữ. Ảnh này cười bảo: đâu mà chơi chữ, chỉ là hai người cùng giật một cái chăn. Đến lúc vắt nước, mỗi người cầm một đầu chăn bằng hai tay thật chặt, vặn rắn vào. Được một lúc thì cả hai đều vẹo mình đi, mỗi người về một phía. Đến lượt ảnh thứ tư, ảnh này lưng khửng bảo: càng to càng bé là gì? Mọi người cười bo ra, phán đoán đủ kiểu. Ảnh ta chỉ lắc đầu, mãi sau mới nói: con cua nó có hai càng, một càng to, một càng bé.